nằm tại gần chợ An Nhơn, ở phường 6 Gò Vấp, thì tại con đường số 30 thế này. Hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức cái món gà ta và bò tơ củ chi 69 của vợ chồng chú Sáu. Đây là quán bò tơ và gà ta 69 củ chi của vợ chồng chú Sáu, rất là ngon, rất là nổi tiếng tại Gò Vấp, gần chợ An Nhơn, tại phường 6 Gò Vấp nha các bạn. Đó là gà nướng lên mâm muối xả, và loại gà này ăn rất là ngon vì toàn sử dụng gà mái từ ốc miền Tây. Đây là cái lò barbecue, lò than hồng để nướng gà của quán chú Sáu đây. Gà nướng củ chi 69 đây. Rất là nóng. Và có một cái motor nhỏ để mà quay đều con gà để cho chín đều. Đây là những chú gà mái có nguồn gốc từ Bến Tre, gà mái Bến Tre được làm sạch sẽ và được đang hoa, được quay với lại gia vị, được tắm gia vị quay với lại than hồng rất là thơm. Đây là những chú gà mái Bến Tre đã được quay sẵn rồi. Khi mà khách gọi thì sẽ được đem ra nướng sơ lại cho nóng. Những đầu bếp đang làm sạch khâu cuối, làm sạch những con gà để có thể xiên vào những cái vỉ. Những chú gà được rửa rất là sạch sẽ, rất là kỹ càng và được làm rất là sạch. Sơ... Tìm. Đây là tìm mà chú. Tìm bảo hiểm. Đây là cái món tìm bảo hiểm mà chú. Rồi. Là cũng gà mái Bến Tre luôn. Bến Tre đó cũng bày. Dạ. Còn cái nồi bên này là một nồi gì? Bò tôm cháy, đặc sản luôn. Đây là cũng đặc sản của quán chú Sáu đây, quán 69 bò tơ gà ta đây. Chú đang đầu bếp đang làm cái món gà tìm. Gà mái Bến Tre tìm. Tìm bớt. Đây là muối xả dùng để ăn gà và những cái món của quán bò tơ và gà 69, gà nướng 69 tại Gò Vấp gần chợ An Nhơn nha các bạn. Đây là mỡ hành. Ăn cơm cháy. Ăn cơm với cơm cháy thì các bạn ta sẽ thưởng thức coi những cái nồi cơm cháy chứ danh tại quán 69 của chú Sáu. Anh đầu bếp có thể dỡ lên đây. Đây là những nồi cơm cháy đang được nấu rất là nhiều. Món này rất là hot. Và ai vô đây cũng có thể là gọi món này để ăn kèm với lại gà nướng và bò. Hoặc là những cái món đặc sản tại đây. Những cái bếp than hồng liên tục được nấu. Đây là những cái nồi cơm cháy được nấu sẵn. Và khi khách gọi thì sẽ được nấu sơ lại cho giòn, thơm và được đem ăn kèm với lại những cái món gà hoặc là bò ở đây. Bao công là tôi hết luôn rồi. Đây, đầu bếp đang kiểm tra những cái nồi cơm cháy. Đặt mắt xem những cái nồi cơm cháy bằng inox rất là đều, rất là nóng, đang được nấu tại quán chú Sáu. Và ở đây cũng rất là nhiều nồi đang chờ sẵn, được lấy sẵn rồi. Lượng khách của quán chú Sáu rất là đông. Rồi, đây đầu bếp đang lấy cơm cháy ra để cho khách trên bàn. Đầu bếp đang bò luôn, món bò luộc, bò tơ luộc đây. Và đầu bếp đang sát rau cùng chú Trác và cả dưa leo. Anh đầu bếp đang làm gì đây ạ? Đây là con gà không cay. Là ướp gà để mà nướng không cay gì? Là khi không cay là sẽ không có ớt. Và bên kia là sẽ có ớt. Gia vị nó gồm thành phần cái gì đây anh à? Đường, ngọt, muối,
dầu mè, dầu ăn, tỏi. Dạ. Hả? Rồi, ra bộ rồi. Coi gọi trong đó chưa? Ê, đang dùng những cái gia vị này đang trộn với nhau để dùng tay xát lên. Nó thấm con gà, như bộ phận của con gà, cho đều, có thể nướng. Đây là gà nướng không cay, không có ớt. Đang chế đinh ba bằng inox và xiên con gà thẳng ra để dựa cho dựa nướng chín. Và anh bắt đầu đây là con gà đem bỏ lên bếp. Bò kho chứ danh ăn kèm với lại cơm cháy mà nấu sống hấp gọi thì đây chúng ta thưởng thức cận cảnh món bò kho cơm cháy. Chết rồi, cái này phải mang không nữa. Đây, khách sẽ gọi món bò kho ăn với cơm cháy. Thì tủ của quán bò tơ và gà nướng 69 tại chợ An Nhơn, đường số 30 đây các bạn. Cô chào chú Sáu. Chú Sáu cho cô hỏi là cái nguồn gốc gà mình là gà gì ạ? Gà mái ở Bến Tre con. Dạ, tại sao mình không sử dụng gà trống ạ? Gà trống thì cái xương đòn nó dài quá mà nó không có ngon, mà gà mái nó không có chắc thịt. Dạ. Chú ơi cho con hỏi, ngoài món gà nướng thì quán mình còn cái món đặc sản nào nữa không? Như bò luộc, khu bánh tráng, yeah. Bò kho, canh dứa tôm cháy, yeah. Gà nấu lá giang, gà tìm mất hiểm. Dạ, yeah. Mình chỉ bán hai món là bò và gà thôi ạ. Cho chiên về bò với gà. Yeah. Quán mình thì mở từ mấy giờ đến mấy giờ chú Sáu? 10 giờ rưỡi đến 7 giờ tối. 10 giờ rưỡi sáng tới 7 giờ tối. À. Là mình bán tất cả các ngày trong tuần luôn ạ. Bán tất cả các ngày trong tuần. Rồi quán mình là bán được bao nhiêu năm rồi chú Sáu? 5 năm rồi. Dạ. Rồi có cảm ơn chú Sáu nhiều nha. Tanh to như thế này thôi. Nhưng mà rất là đông. Bán từ 10 giờ sáng tới 7 giờ tối. Thì thường thường những người dân quanh vùng hoặc là những người mê món bò hoặc là món gà nướng với bánh tráng ăn kèm với lại cơm cháy thường hay lui tới đây cùng bạn bè những dịp cuối tuần. À, cùng thưởng thức. Khách đang cuốn món bò và rau sống với lại bún. Đây đầu bếp đang cắt gà lên mâm và cho thêm sả, muối sả để ăn kèm với lại gà và cơm cháy mỡ hành. Thì chúng ta nhìn cận cảnh cái món gà nướng ăn kèm với lại muối sả và cơm cháy mỡ hành của quán chú Sáu tại đường số 30 chợ An Nhơn Gò Vấp. Đây. Món gà đang lên mâm. Bắt đầu 4 giờ chiều rồi bắt đầu quán chú rất là đông khách rồi. Đây, món gà với lại muối xả là mấy khách đã ăn xong rồi. Chúng ta sẽ cùng phỏng vấn một cô gái xinh đẹp. Chị,
Chị cho em hỏi là nãy chị ăn gà, gà nướng với lại muối xả gì thấy thế nào ạ? Rất là ngon. Thì thấy hương vị như thế nào? Hương vị đậm đà. Đậm đà, rất là ngon. Dạ. Nói chung là hãy đến với gà, gà ta 69. Dạ. Mà mấy anh chị cũng ở nhà ở gần đây không ạ? Dạ gần. Mình ghé đây được bao nhiêu lần? Mấy tuần rồi đó. Dạ, được rồi. Ăn quá trời luôn, để xôi, nãy giờ xôi, xôi đây nè. Anh qua đây anh xôi được nghe chấp luôn. Nãy chị có ăn cái món bò không ạ? Dạ có, em ăn nhiều nhất đó. Chị thấy món bò nó vị nó như thế nào ạ? Dạ ngon rồi. Chị có hay ăn món bò ở mấy quán khác không ạ? Dạ em cũng hay ăn nhưng mà ở đây là ngon. Dạ, rồi em... Rau cải ăn với gà tiềm hả chị? Dạ, rau cải với mùng tơi. Dạ. Rau cải với mùng tơi nha anh. Dạ. Rất là ngon. Rau tươi xanh sạch đẹp. Dạ. Đứng lấy rau cũng đẹp như rau luôn. Wow. Các bạn ghé đây thì sẽ được gặp cái chị phục vụ đẹp gái và rất là vui tính như thế này. Xin chào. Nhân viên đang cắt gà nướng cho khách, đã để sẵn một miếng cơm cháy, bây giờ là muối xả. Muối xả nhìn rất là xanh, rất là thơm. Đây là những cái bí quyết ngon rất là nhỏ nhặt của quán gà 69 của chú Sáu.
Chị biết của anh đơn giản thôi. Khách mới gặp rồi. Những cái nồi cơm cháy để sẵn, có thể là nấu sẵn sơ rồi. Khi khách ăn sẽ được bỏ lên lò nóng, lửa than nóng như thế này và nướng cho chín giòn. Quán này có chỗ để xe rất là rộng rãi phía trước này. Đây là cô đang cắt gà tìm mất hiểm. Cắt để ra múc ra cho khách á. Dạ. Ừ. Món này thì bao nhiêu món? Món này là 350. Một con. Dạ. Còn gà nướng thì bao nhiêu? Gà nướng thì 300. Món bò thì bao nhiêu? Món bò thì 170. Dạ. Ừ. Còn cái món bò kho nè. Bò kho là 150. Dạ. Đây, là chủ đang cắt gà có thể cho khách. Đây là một con gà được nướng chín sẵn rồi. Một con gà thế này thì giá bao nhiêu tiền chú Sáu? 300 ngàn con. Một con lên mâm á. Con lên mâm có kèm gồm có miếng cơm cháy luôn. Cơm cháy với lại muối xả với lại gà cắt ra là 300. Trời bắt đầu mưa và quán đã đông khách rồi. Đây là toàn cảnh quán nhìn từ phía trong quầy thu tiền. Đây đầu bếp đang tẩm gia vị cho những con gà. Rất là nhiều gia vị được để sẵn. Okay, okay. Thank you.
món tại quán chú Sáu sẽ được ăn kèm với lại những cái nước chấm và rau như thế này. Mắm ăn với bò luộc. Món này là ăn với lại bò luộc, cuốn rau với lại bún. Và rau thì thường là có cải nè, dưa leo nè, chuối chát và cải khế nữa. Cái dĩa bò cuốn rau rừng tại quán đây là một phần bò đem về nè, mà ăn tại quán là một phần như vậy nè em. Là bao nhiêu tiền cô Sáu? 170 là nó gồm có chuối khế bún rau với mắm luôn, là một phần là 170. Dạ, cùng với rau rừng đó, cùng với rau rừng với bánh tráng chuối khế rồi em. Đó, thịt bò rất là tươi, rất là ngon. Đây là món bò kho ăn với bánh mì tại quán 69 nổi tiếng của chú Sáu tại Gò Vấp. Đây là quán bò tơ gà ta của chú 69 này tại Gò Vấp gần chợ An Nhơn. Đây là địa chỉ và số điện thoại của quán, đây đường số 28 phường 6 nha. Đó, số điện thoại để order món đây, để đặt món gà đây.